Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Cả hai chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Đấy. Và trong lô ngày hôm nay thì em đánh dấu ký tự là lô chữ F từ F1 này cho tới F9. Tại sao mà em đánh dấu ký tự như thế? Để cho anh em đặt hàng cho nó dễ dàng anh em nhé. Anh em nào ưng con nào ấy thì chỉ cần thông báo cho em cái mã là cái chữ F đấy thôi. Như con này là F1 này. Đấy, ví dụ anh ưng con này rồi đúng không? Anh không biết tên con máy này là con gì thì anh em chỉ cần đặt hàng và liên hệ cho cả chúng em là anh muốn chốt con F1 là con này đây. Thì em biết sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Và đặt hàng của bên em ấy, thì anh em chỉ cần liên hệ qua đường dây số điện thoại 0354392929. Số này thì em có sử dụng Zalo luôn nha. Số điện thoại thì em đã để dưới màn hình rồi. Anh em chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho cả chúng em thôi. Và đặt hàng của bên em thì sẽ không cần phải cọc trước anh em nhé. Không cần phải cọc cạch gì trước anh em nha. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ rồi mới thanh toán anh em nhé. Anh em chỉ cần đặt hàng sẽ để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại thì sẽ đóng hàng gửi đi đến nhà cho anh em. Máy móc cam kết đúng chuẩn video. Đấy, đúng chuẩn video anh em nha. Và trong video ngày hôm nay sẽ có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy một và có test nổ cho anh em từng con máy một ra làm sao anh em nhé. Nói rõ thông số kỹ thuật, máy móc, tình trạng như thế nào, phù hợp cho anh em như thế nào để cho anh em về sử dụng gia đình mình. Nên là anh em vui lòng xem kỹ video tua đi tới lại anh em nha. Đấy, và trước khi vào chi tiết từng con máy một thì trong lô ngày hôm nay sẽ có các dòng như kiểu là Estin 020, Humana 141, Sindewa 352, Echo Curit V3400, Echo Curit CF3411, có một con máy Tananka có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, máy móc đẹp VIP luôn anh em nha. Lại một con Tananka tiếp. Đấy, hàng đẹp 99% nha, làm còn chữ nguyên kìa anh em. Rồi một con tay cụt công suất lớn để cho anh em về sử dụng cắt tỉa cành, tỉa nhánh này, leo trèo trên cao anh em nhé. Và hôm nay có một con F1 duy nhất thôi. Duy nhất là con máy con F1 là một con máy thanh lý cho anh em 1,6 triệu. Con này nó là hàng máy mới anh em nha. Hàng máy mới. Còn từ con F2 cho tới con F9 là hàng máy Nhật bãi anh em nhé. Đấy, anh em vui lòng xem kỹ video giúp cả hàng chúng em nha. Rồi, đầu tiên là con F1. Rồi, em đã nói rồi đấy ạ. Con này thì nói chung là cả hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em, về cho anh em sử dụng gia đình nha. Anh em là không quan trọng là máy Nhật bãi hay là máy gì linh tinh hết. Chỉ quan trọng là một máy cưa giá rẻ, xài ok một tí xíu về cầm đi kiếm cơm. Thì con F1 này là rất phù hợp cho anh em nha. 1,6 triệu thôi, quá một là rẻ luôn. Con này thì công suất của con này là 52cc. Cực kỳ to khỏe nha anh em, cắt tất cả các loại gỗ luôn anh em. Cắt tất cả các loại gỗ luôn anh em nhá. Dòng này nó là dòng máy mới nha. Dòng máy mới đập thông thùng đổ ra, đây là lần đầu tiên đổ xăng vào để sử dụng. Đấy, còn từ con F2 cho tới con F9 kia là hàng Nhật bãi anh em nhá. Đây, trong lô toàn bộ này là hàng Nhật bãi này. Chỉ riêng con này nó là hàng máy mới. Đấy, con này lam của nó đi theo là 55cm, phần mặt cắt là 50cm. Đó, xích này, xích là xích to nha, xích 72, xích lớn luôn đấy ạ. Xích bán trên thị trường cực kỳ nhiều nha. Lam con này thì cho anh em về con này thì công suất khỏe lắm. Cắt, bổ, xẻ, vân vân và mây mây, ok hết anh em nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Thương hiệu này nó là Nakata. Đấy, Nakata anh em nha. Đó, hàng đây đang xả cho anh em 1,6 triệu thôi. Đó, về cho anh em sử dụng ít nha, về sử dụng gia đình hoặc đây cần đi một chiếc máy cưa giá rẻ cầm đi kiếm cơm, lâu lâu mới bỏ ra sử dụng đấy ạ. Cầm một chiếc máy cưa không công suất lớn, bổ xẻ thoải mái luôn nha. Đây, có hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này, chắc chắn chưa, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha, có thắng xích khóa xích ở trên này luôn này. Đấy, đây đây đó. Đấy, xích cứng ngắc luôn, bóp lên xích chạy nha, em thấy không? Đấy rồi, 1,6 triệu về cho anh em sử dụng gia đình. Anh em nào mà về sử dụng ít thì lấy con này thì cực kỳ hợp lý nha. Cân nặng của con này nếu mà cả trọng lượng xăng nhớt lam xích vào nữa thì nó tầm khoảng gần 6 kg đến 6 kg anh em nhé. Nên là anh em vui lòng cân nhắc nếu mà anh em cần một chiếc máy cưa giá rẻ công suất lớn thì con này rất là phù hợp nha. Về khai thác keo tràm được luôn anh em, lam của nó dài mà 55cm. Con này là công suất to nhất trong lô máy rồi, còn tất cả bạn máy kia thì đều là công suất nhỏ thôi. Rồi, qua con F2 là một con máy cưa xích thương hiệu
Makita. Makita anh em nha. Con này thì tay cụt cho anh em về sử dụng gia đình. Đó, hay leo trèo trên cao, cắt tỉa cành tỉa nhánh, cần một chiếc máy cưa tay cụt, kiếm tay cụt công suất lớn nha. Thì con này là công suất cực kỳ to luôn, 33cc, nòng 38mm. Đấy, so với phân khúc tay cụt nhá, thì con này là công suất quá là to rồi anh em. 1.900.000, còn thường thường hệ tay cụt đấy nó chỉ hai mấy cc đến 30cc là cùng thôi. Con này lam của nó theo này là cây lam 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng là xài xích chung 91 anh em nha. Đấy, xích chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Con này thì có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha. Tình trạng máy đẹp, 1.900.000. Đấy, anh em nhớ không? Thương hiệu Makita là thương hiệu hàng đầu top 1 về thương hiệu của Nhật Bản rồi. Anh em nào mà về sử dụng mấy cái dụng cụ gia đình giống như kiểu là máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy mài có lẽ là không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi, đúng không anh em? Hàng này nó là thương hiệu toàn là hàng chất lượng luôn anh em nhé. Và dòng này nó là hàng của Nhật nữa thì xài cực kỳ bền cho anh em luôn. Rồi, 1.900.000 cho con này. Con này về có thể cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Anh em là cầm một chiếc máy cưa mini nhỏ gọn thì con này rất là phù hợp anh em nhé. Rồi, qua một con máy cưa F3 đây. F3 là một con máy thương hiệu Tanaka, hàng xuất sắc luôn anh em. Không chê được một điểm gì anh em nhé. 2 triệu đồng cho con này. Làm này anh em nhìn không? Quá ok đúng không anh em, còn chữ yên cho anh em. Lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nha. Con này thì nó sử dụng là xài xích chung 91, xích trục chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng tại thị trường Việt Nam. Đấy, con này thì có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Hàng đẹp 99% luôn, thương hiệu Tanaka anh em nha. Ốc này, ốc là ốc 13, chọn trực tiếp bằng 13, cực kỳ chắc chắn cho anh em nha. Nhiều anh em cứ lan tan ấy là bảo là phải hai ốc chân lam thì mới chắc chắn cơ, nhưng mà thằng Nhật nó đã thiết kế rồi ấy, thì anh em không phải lo, yên tâm mà xài đi. Đấy, nó đã chắc chắn cho anh em rồi, bởi vì anh em chỉ xài như con máy này ấy, thì nó cũng chỉ xài được tầm khoảng lam 40cm đổ lại thôi, 4-50 là cùng thôi. Thì cái lam này ngắn này, cái đầu của nó ra nó ngắn thì chỉ một ốc lam là đã quá chắc chắn rồi, trừ khi mà những con máy to ấy, tại sao nó máy to nó sẽ thiết kế hai ốc chân lam, bởi vì nó phải kéo những cây lam đôi khi dài 8-90 phân, 7-90 phân, có khi 1 mét, nó phải thiết kế ra hai ốc chân lam thì nó mới giúp cho chắc chắn cây máy được. Đấy, chắc chắn cây lam được. Còn như cái này thì chảy xài lam 40-50 thì một ốc chân lam là chắc chắn lắm rồi nhá, mà nó lại thiết kế một ốc chân lam to nữa đấy, chứ không phải là ốc 10 ly nha. Ốc này là ốc 13 luôn chứ không phải là ốc 10 đó. Đây, ốc này anh em nhìn đâu, ui xồi ôi, ốc còn 7 màu luôn anh em nhá. Nhìn quá VIP, cấp pro luôn. Con này thì chỉ thiếu đúng một cái thôi, thiếu cái thùng. Thiếu cái thùng là thành cái máy mới được anh em nha. Thôi cho anh em nhìn sợi dây giật này. Thôi, dây giật không? Quá ok đúng không anh em? Anh em lấy con này không chê điểm gì nha, như máy mới luôn. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Công suất của con này là 33cc, nòng của nó là 38mm anh em nha. Cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Anh em nào cảm thấy hợp lý về sử dụng gia đình mình thì có thể lựa con này. Vâng, và nếu mà anh em nào mà không lựa được con F3 thì con F4 này cũng cùng hãng của nó luôn này. Hàng cũng cực kỳ VIP luôn anh em nha. Cũng thương hiệu Tanaka cho anh em luôn. Con này được tích hợp cho anh em chụp giật trợ lực này, thêm đó là có chụp giật trợ lực anh em nhé. Hàng cũng cực kỳ xuất sắc và VIP cho anh em luôn. Lam của nó cũng là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Sử dụng là xài xích chung 91, xích mua bán trên thị trường Việt Nam rất là nhiều nha, chỗ nào cũng có bán. Anh em không phải lo, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam nha.
Đấy, F4 thương hiệu Tanaka. Con này thì công suất cũng 33cc, đường kính xe piston của con này là 38mm. Ốc cũng cực kỳ sâu sắc này, nhìn ốc còn 7 màu luôn anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Không có vết hàn gì gì bô này anh em, trắng phau luôn anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Ốc này. Đó, quá xuất sắc luôn anh em, nhìn toàn những con máy mà cửa hàng chúng em sưu tầm về anh em nhá. Hàng đẹp chất lượng cho anh em luôn. Con này đặc biệt tích hợp chủ giật trợ lực này. Dây giật này, dây giật nguyên zin của nó nha, trắng phau luôn anh em nhá. Mốt cho con F4 này nha, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Made in Japan luôn này anh em nhìn thấy chưa? Đó, hàng chuẩn của Nhật luôn anh em nha. Anh em nhìn con này quá VIP đúng không anh em? Rồi. Qua con F5. F5 là một con máy cửa xích. Echocoris CS3411, hàng cũng cực kỳ VIP và sưu tầm cho anh em luôn. 2,6 triệu cho con này, công suất 34cc nha, nòng 38mm. Con này đặc biệt là tích hợp là hệ nòng đứng. Đấy, hệ nòng đứng luôn anh em nha. Cái nòng đứng này thì cái vòng tua của cây máy nó sẽ cao hơn cho anh em. Và dòng này nó là hàng siêu tiết kiệm nhiên liệu anh em nha. Đó, hệ đề mới Echocoris, hai ốc chân lam này. Đấy, bạn trực tiếp bằng khóa 13. Lam của nó là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đó, lam thì còn chữ nguyên anh em nha. Em nhìn thấy chưa? Đó, con này đặc biệt có núm bơm sang phụ đầy đủ cho anh em nha. Về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đủ lại. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này. 2,6 triệu cho con này anh em nha. Rất cắt nổ cho anh em nghe qua. Dây giật của nó này anh em, sợi dây giật cực kỳ đẹp luôn anh em nhé, trắng phau luôn. Cửa hàng chúng em thì chuyên sưu tầm những hàng VIP chất lượng và lên sóng cho anh em, nên là máy móc anh em không cần phải lan tan. Rồi, và qua con F6 là một con máy Kyorit V3400. Con này thì công suất của nó là 34cc anh em nha, 34cc nòng 38mm, 2,7 triệu cho con này. Đấy, hàng Echo Kyorit, làm còn chữ nguyên anh em nhé, làm còn chữ Kyorit nguyên này. Làm con này nó là bao nhiêu đây? Xin phép, con này thì em cũng hình như nó là mặt cắt là được 2. Phần mặt cắt con này nó là 30 anh em nha. Phần mặt cắt cây lam là 30. Đấy, 30 anh em. Còn tổng thể độ dài cây lam là 35cm nha. Làm xích nguyên zin của nó luôn. Xích là sử dụng xích mini, xích bán trên thị trường rất là nhiều, có bán mới sẵn cho anh em nha. 2,7 triệu cho con này. Con này đặc biệt có núm bơm xăng phụ, có xả áp ở đây luôn này. Đấy, có xả áp ở đây, có núm bơm xăng phụ này. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nha. Hàng chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn. Đấy, phần bồ nó đây. Đó, 2,7 triệu cho con này. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đổ lại. Rồi, anh em ưng con F6 thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em. Rồi qua con F7 anh em nha. F7 là một con máy cưa xích Shindaiwa 352. Con này thì nó là nòng 40mm, công suất là 36cc anh em nha. Con này thì để cho anh em chuyên về sử dụng gia đình chuyên nghiệp này, hoặc là về anh em sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Con này thì tại sao mà em nói thì thế, về để cho anh em sử dụng chuyên nghiệp là một ngày làm 8, 9, 10 tiếng liên tục đấy ạ. Bởi vì đặc biệt con này nó được tích hợp cho anh em là lốc hợp kim nhôm. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em nha. Đấy, cái phần mặt lốc này của nó này là bằng hợp kim nhôm nha anh em nhé. Đấy, nên là cái độ chịu nhiệt của nó rất là tốt. Đó, chịu nhiệt của nó rất là cao anh em, về sử dụng liên tục
thì nó rất là nóng máy, thì nó phải là sử dụng lốc như thế thì nó mới chịu nhiệt được cây máy anh em nha. 2.9 triệu cho con này. Đây, máy móc đẹp nha. Shintaiwa 352 có hai ốc chân lam đầy đủ cho anh em nha. Lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích mini, bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, anh em không cần phải lo. Hàng con này đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Đó, nhìn thấy không? Shintaiwa 352 đây. Cho anh em nhìn phần bên trong của nó nha. Cả chúng em toàn sưu tầm những hàng đẹp, hàng VIP, hàng tuyển lựa thôi. Nên là riêng phần máy thì anh em không cần phải lan tan nha. Đó, nhìn thấy không? Lọc này. Trắng phau nha. Chế qua Pro luôn này. Đây, chế qua Pro luôn nha. Đó, mà nòng nguyên zin, buji còn nguyên zin luôn. Hàng cam kết chuẩn zin đẹp đẹp cho anh em, nên là anh em không cần phải lo. Cả hai chúng em thì không bắt anh em cọc trước, nên là hàng tới anh em được kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, đúng máy như em quay trên video, anh em nhận hàng thanh toán. Thế thôi, không cần phải lăn tan gì cả anh em nha. Đấy, con này thì về cho anh em cắt, khai thác tầm trung, khai thác keo, khai thác tràm, cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30-40cm đổ lại. Nòng 40mm công suất 36cc nha, Shintaiwa 352. Rồi, qua một con máy cưa Humana 141 công suất 41cc. Hàng cực kỳ to khỏe anh em nha. Con này thì công suất 41cc, nòng của con này nó là 42mm. Đấy, theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nhá. Cây lam Latin 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40, hay thường gọi là lam 50 đấy ạ, lam 5 tấc đấy ạ. Đấy, nhưng mà lam 5 tấc, người ta hay gọi là lam 5 tấc, nhưng mà tổng thể độ dài là có 45cm thôi nhanh em nhá. Rồi, con này sử dụng là size xích chung 91 xích, thì em đã thay xích mới vào cho anh em rồi, một sợi xích mới rồi, một cây lam Latin. Đấy, con này thì về cho anh em cũng để chuyên khai thác tầm trung, sử dụng khai thác tầm trung quá hợp lý luôn anh em nha. Con này là hai ốc chân lam này, vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, 3.1 triệu cho con này, thương hiệu Humana, hàng của Thụy Điển nha, nguyên zin nguyên bản cho anh em 100% luôn, không cần phải lan tan gì cả anh em nha. Đó, đây này, cần công suất của cây máy là 40,2cc, cân nặng là 4,6kg. Đấy, nó có đều thông số hết ở trên này rồi nha. Vậy anh em chỉ việc xài thôi. Thương hiệu Humana, hàng của Thụy Điển luôn anh em nhé. Hàng này là hàng siêu bền luôn đấy ạ. Và phụ tùng con này thì thay thế rất là nhiều, anh em không cần phải lo. Này thì về cho anh em khai thác tầm trung nha, khai thác keo, khai thác tràm được luôn anh em nha. Công suất 41cc. Đó. Rồi, cuối cùng trong lô ngày hôm nay đây là một con máy cưa xích S9, một con hàng thương hiệu Estin. Đẹp xuất sắc luôn nha anh em nha. Estin 020 made in Germany, hàng của Đức luôn anh em nha. Đây, made in Germany, hàng của Đức này. Hàng máy con này quá đẹp luôn anh em. Anh em nhìn thấy không? Úi xồ, con này hàng siêu VIP luôn. Lốc cũng là lốc hợp kim nhôm luôn anh em nha. Con này thì vòng tua còn nó cực kỳ cao, nên là nó phải tích hợp cái lốc hợp kim nhôm này vào thì cái máy nó mới có độ bền được. Mà thằng Estin thì nó là hàng của Đức, thì nó xài rất là chất lượng nha. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, 3.4 triệu cho con này. Bên trong của nó đây anh em. Đó, nhìn thấy không? Lọc gió này, đẹp xuất sắc luôn anh em nha. Rồi, con này thì hàng quá chất lượng cho anh em luôn rồi. Anh em nhìn không? Trắng phau luôn anh em, nhìn thấy không? Chất lượng không?
Con này thì của nó là sử dụng là xài lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng xích chung 91. Xích này thì nó cũng đã hơi cù rồi. Anh em lấy con lái mày này thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa anh em nha. Là lấy con F9 sẽ được tặng kèm hai sợi xích cho anh em. Đấy, một sợi xích cũ này và thêm một sợi xích mới vào cho anh em nữa. Và con này 3,4 triệu bao ship cho anh em nha. Rồi, ra test tổ cho anh em nghe qua. Con này về sử dụng khai thác tầm trung, khai thác keo, khai thác tràm luôn nha. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30-40cm đổ lại. Nó là 40mm nha, 40mm công suất 36cc, vòng tua là vòng tua mở nên là nghe cái tiếng nổ máy nó rất là chất lượng anh em nhé. Anh em mà đặt cái con này về xài cam kết cho anh em không bao giờ hối hận luôn. Đấy. Rồi, anh em ưng nào một trong 8-9 con máy cơ xích này thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng. Số điện thoại là 0354392929. Đặt hàng ở trên Zalo cũng được nha. Anh em là có sử dụng Zalo thì chỉ cần ghi cái số điện thoại của cửa hàng chúng em là sẽ ra Zalo của cửa hàng chúng em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.